quý vị và anh chị em đến với kênh Tâm Phúc Cuộc Sống. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Tôi có thói quen ghi lại địa danh các giáo xứ mà lần đầu tiên được tới cử hành thánh lễ. Điều này cũng dễ hiểu vì toàn giáo phận Bùi Chu có đến 181 giáo xứ. Con số này không phải là ít, nên không có nhiều điều kiện để có mặt được hết trong các dịp lễ khác nhau. Hy vọng về cuối đời của mình thì ước mơ này sẽ được hoàn tất. Cùng địa bàn xã Giao Thịnh thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định với giáo xứ Mộc Đức, tôi đã có vài lần đến giáo xứ Du Hiếu để dâng lễ thay cho cha xứ hoặc đồng tế thánh lễ vào các dịp chầu lược. Và tôi cũng đã đến giáo xứ Thức Hóa vào dịp bà cố của cha Du Xe Đinh Công Phúc qua đời. Còn đối với giáo xứ Mộc Đức thì chưa một lần. Thú thực, vào đầu tháng 6 năm 2021 năm ngoái, một nữ tu quê Mộc Đức có mời tôi dịp lễ giỗ cho ông cố. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh lúc đó diễn biến phức tạp, nên cơ hội về Mộc Đức vẫn còn bị bỏ ngỏ. Dù chưa đặt chân đến Mộc Đức bao giờ, nhưng thực tình tôi không hề nghĩ rằng cái lần đầu tiên mình sẽ đến đây lại là cảnh tang tóc với sự ra đi đột ngột và đầy tang thương của cha xứ Gioakim Ngô Minh Mạnh. Ngài vốn đang trong độ tuổi sung mãn của người mục tử. Tôi chỉ mới biết tin dữ Ngài bị tai nạn rơi từ trên lầu xuống sân vào đầu giờ chiều hôm qua, thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2022. Nhận được tin dữ này, tôi bủng rủng chân tay và chỉ biết phó thác từng hơi thở và sự sống của Ngài cho lòng thương xót của Chúa. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ là Ngài qua đời ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ lúc xảy ra sự cố nghiêm trọng này. Trong thánh lễ vào tối hôm qua và cả sáng nay, tôi đã nêu ý chỉ cầu nguyện cho Ngài để cả cộng đoàn cùng hiệp ý. Mãi đến 7 giờ sáng nay thì biết tin Ngài qua đời vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 8. Kết thúc 47 năm hành trình dương thế, gần 15 năm linh mục và ngót 6 năm trong cương vị cha xứ Tiên Khởi Mộc Đức. Đây là sự mất mát lớn không chỉ đối với gia đình huyết tộc và giáo xứ Mộc Đức, mà còn đối với các anh chị em linh mục và toàn giáo phận Bùi Chu. Sự ra đi của cha Gioakim rất trùng hợp với tâm tình của bài tin mừng hôm qua cũng như hôm nay về sự sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến bất cứ lúc nào và giờ nào. Điều này mách bảo mỗi người luôn là những người đầy tớ tỉnh táo, canh thức để đợi Chủ về, và luôn là những người khôn ngoan cầm đèn sáng trong tay và còn dự phòng cả dầu cách chu đáo. Sự ra đi đột ngột và mau lẹ của cha Gioakim cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta cần tích cực thực thi bổn phận của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, để biết làm lời tất cả thời gian, khả năng cùng toàn thể sự sống cho vinh quang của Thiên Chúa và ơn cứu độ cho mọi người. Xin Chúa đón nhận người tôi tớ là cha Gioakim vào hưởng niềm vui nước trời. Xin Chúa nâng đỡ ủy an thân bằng, quyến thuộc và mọi thành phần trong giáo xứ Mộc Đức. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.